Chẳng biết sao luôn ý. Anh ngang Chào theo. mọi Ai, xin người. chào, xin chào, xin chào. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau nói về cái quy trình dưỡng da của Hàn Quốc nữa, nhưng mà của một nhãn hàng khác, tên gọi là Neogani. Đó, các bạn nghe tới tên này lần nào chưa? Tại vì thông thường những cái sản phẩm này là những người mà người ta đi du lịch ở bên Hàn về á, thì người ta cũng ghé vào cái cửa hàng của Chamancham này, ở trong đó có bán các mỹ phẩm của Ubuntu nè, UVB nè, rồi của Neogami này nữa, thì họ mua về một là để người ta xài, hai là làm quà luôn. Thì những cái mặt hàng này bên mình cũng xách tay từ Hàn Quốc về, thì mình có người quen ở bên đó làm hướng dẫn viên du lịch đó, rồi sau đó là nhờ họ mua về và mình bán bên này. Rồi hôm nay thì cái quy trình dưỡng da này gồm có 5 bước. 5 bước đây là một quy trình dưỡng da cơ bản thôi, 5 bước. Thì nó có từ bước tẩy trang, rửa mặt rồi cho đến dưỡng da, rồi chăm sóc mắt, rồi dưỡng ẩm và cuối cùng là kem chống nắng. Tại vì hôm nay cái bộ dưỡng da này là cho ban ngày nên là mình sẽ bỏ cái kem chống nắng vào. Còn ban đêm thì các bạn không thấy đâu, không có nắng thì các bạn bỏ bớt cái quy trình cuối cùng là kem chống nắng đi. Hay ha. Rồi, đầu tiên thì mình cũng xin giới thiệu qua về cái hãng Neogami này. Thì Neogami này á, họ sử dụng các cái thành phần nguyên liệu là chủ yếu là từ thiên nhiên. Ví dụ như các bạn để ý thấy thì đây là dầu ô liu nè. Rồi tiếp theo là nấm bạc, rồi tới là cám giảm đó. Thì sử dụng những nguyên liệu chủ yếu là thiên nhiên đó, cho nên là mình cảm thấy đó là những cái thành phần lành tính nên là cũng yên tâm khi mà sử dụng đây. Và một cái nữa là các bạn cứ để ý đi, ở trên bao bì của tất cả các sản phẩm của Neogami đều có bốn cái một năm năm dòng này. Thì đây đây là phần sử dụng mặt có 5 dòng, đây là tinh chất, đây các bạn thấy không ạ, cái nào cũng có hết, cái nào cũng có 5 cái dòng này hết. Thì xíu mình sẽ giải thích cho các bạn 5 cái dòng đó là gì nhá. Rồi đây thì có hết luôn nè. Rồi đầu tiên, cái dòng đầu tiên đó chính là Natural Ingredients. Thì cái này là những thành phần, họ nói là những chủ yếu là từ thành phần thiên nhiên, thì lúc này mình có giới thiệu cho các bạn rồi, thì tất cả đều là làm bằng thiên nhiên. Rồi thứ hai là không có chất bảo quản, không có chất bảo quản. Thì các bạn biết rằng là cái chất nó, paraben này á, đây là một chất bảo quản mà nó giúp mỹ phẩm, thực phẩm và dược phẩm tồn tại được lâu hơn và không thay đổi chất lượng. Nhưng mà cái chất này thì nó có nguy cơ là thúc đẩy tế bào ung thư. Nguy cơ là thúc đẩy tế bào ung thư rất là độc đúng không? Và nó có thể hay nó làm mất cân bằng cái nội tiết tố, nên là ASEAN, khối ASEAN thì họ đã sử dụng lệnh cấm cái chất paraben này ở trong các mỹ phẩm, thực phẩm và dược phẩm rồi. Đó. Và tiếp theo là không có các thành phần trong thí nghiệm trên động vật. Không có những thành phần đó. Và thứ năm đó chính là không có alcohol. Thì alcohol là cái chất cồn. Chất cồn khi mà bôi lên da thì nó tương đối là bào mòn, ăn mòn da của mình, nên là họ không có sử dụng những cái thành phần này ở trong các sản phẩm của họ, nên là các bạn tuyệt đối yên tâm về những sản phẩm này. Đó. Đó là sơ qua về những cái nội dung của hãng Elgani. Bây giờ thì mình sẽ đi vào cụ thể từng bước dưỡng da như thế nào luôn nha. Đầu tiên đó là bước làm sạch. Làm sạch thì các bạn biết rằng là đây là sữa rửa mặt Neogami Olive 3-in-1 Cleanser. Thì cái này á là nó có 2 bước ở trong luôn. Thứ nhất là rửa mặt và thứ hai là tẩy trang. Tẩy trang thì các bạn biết rằng là sữa rửa mặt này nó rất là tốt cho da, và phần lớn là những da mà bị kích ứng nhiều á, thì sử dụng những thành phần này thì rất là yên tâm, không có lo da mình bị kích ứng. Và ngoài ra thì nó rất là tốt cho da khô nữa, tại vì cái thành phần ô liu trong này thì có tinh nó giúp là dưỡng ẩm rất là tuyệt vời đó. Đây là phần rửa mặt. Rồi tiếp theo là đến cái bước dưỡng da. Cái bước dưỡng da tiếp theo mà của hãng nhau là nên muốn giới thiệu cho mọi người đấy là cái tinh chất nấm bạc. Cái sản phẩm tinh chất nấm bạc này thì nó gồm có 2 cái sản phẩm làm từ nấm bạc nha. Cái sản phẩm đầu tiên đấy là tinh chất nấm bạc Daily Essence. Cái
sản phẩm này thì nó có thể cung cấp cái độ ẩm và cái lượng nước trên cái làn da của mình đấy, giữ độ ẩm và tăng cường cái độ ẩm trên cái làn da của mình, nó giúp cái làn da của mình thêm sáng mịn và căng, từ đó thì cái độ đàn hồi của cái làn da của mình ấy nó sẽ được có hiệu quả tốt hơn. Và nữa thì đặc biệt trong cái sản phẩm này có nấm bạc thì nó có thể có nhiều vitamin D ấy, nó có thể làm cho cái làn da của mình trắng lên và làm cho cái kết cấu của cái làn da của mình nó được tái tạo lại và làm cho cái làn da của mình nó được giàu sức sống hơn nữa. Và đi sâu thêm cái thành phần của cái sản phẩm này ấy, đi sâu vào cái thành của cái sản phẩm này nữa là nó có kết hợp, ngoài nấm bạc ra thì nó có kết hợp của adeno, nicotine hoặc là cái thành phần trâm ấy, khi mà các cái thành phần này hòa đều với nhau tạo nên cái sản phẩm này thì nó có thể chống lão hóa này, nó có thể chống tàn nhang nữa. Và nhiều người nếu mà ai có bị nhăn hoặc là bị lão hóa gây nên cái nếp nhăn trên khuôn mặt của mình thì nó có thể làm giảm giúp các bạn nhá. Đấy. Và đồng thời thì nó có thể làm cho cái làn da của mình nó trở nên bóng mịn hơn. Đấy là cái sản phẩm Neogani Jelly Essence này. Và đồng hành với các sản phẩm này thì nó cũng có thể có thêm một cái sản phẩm cũng làm từ tinh chất nấm bạc. Nhưng mà đối với cái sản phẩm này thì nó có cái công dụng khác. Bởi vì cái sản phẩm này ấy, nó có sự kết hợp giữa toner này, toner là nước hoa hồng, toner nước hoa hồng và serum. Đấy. Khi mà tạo như thế vừa có toner vừa có serum nên cái sản phẩm này có chức năng chính, nó giúp cho cái làn da mình ngậm nước tốt hơn, vì trên cái khuôn mặt của mình thì da mình rất dễ bị mất nước, tạo nên làn da khô ráp nữa, và nó sẽ cân bằng cái độ ẩm trên khuôn mặt của các bạn này, và từ đó nên cái sự đàn hồi của trên làn da của các bạn nó cũng sẽ tốt hơn. Và đối với cái sản phẩm này nữa thì là nấm bạc sẽ là cái thành phần chi phối tất cả các thành phần còn lại, nó sẽ cân bằng nội tiết tố trên làn da của các bạn này, và đặc biệt nữa là nó sẽ tăng cường cái tuần hoàn lưu thông máu trên cái làn da của mình, và đặc biệt nữa thì nó có thể kích thích cái trao đổi chất và nó sẽ tiến hành tái tạo cái làn da, và cũng đồng thời các tế bào nó có liên kết với nhau để tạo nên một cái làn da sáng mịn và đạt kết quả như mọi người mong muốn nha. Đấy là hai cái sản phẩm. Đó là cái bước thứ hai. Tính chất nấm bạc nha. Thứ hai. Rồi tiếp theo là mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bước thứ ba, và trên một bộ phận mà các bạn thường bị lãng quên, đó chính là vùng xung quanh mắt. Thì đây là kem dưỡng mắt Neogani Silver Mushroom Ice Cream. Thì cái này á là nó để chăm sóc vùng da xung quanh mắt cho bạn, là chăm sóc các nếp nhăn và đồng thời á là giảm quầng thâm và làm trắng vùng mắt cho các bạn. Thì cách sử dụng cái này thì tương đối là đơn giản, thì các bạn cho một phần ra ngón tay và sau đó xoa đều lên từ trong khóe mắt ra sau đuôi mắt và mình vòng ngược lên lại. Thì mình cứ làm như vậy 5-6 lần để cho kem thẩm thấu vào mắt được hết. Rồi mình tiếp theo qua đến cái bước gọi là dưỡng ẩm cho da. Bước này cũng rất là quan trọng nha. Đây là, và em cũng giới thiệu cho mọi người, đây là cái sản phẩm là cũng được làm từ cám gạo nha, dry rim. Đây là kem dưỡng ẩm cho là cái làn da của mình. Nói đến cám gạo thì mọi người cũng đã biết cái chức năng và cái công dụng của nó rất tốt, và vì được làm cái từ thiên nhiên ấy nên cái sự lành tính nó có thể không gây kích ứng cho cái làn da của mình đâu. Và nhờ được làm từ cám gạo thì cám gạo có giàu các acid amin, protein hoặc vitamin. Đấy, nó không chỉ cung cấp cái độ ẩm cho cái làn da của mình mà nó ức chế các quá trình hóa học diễn ra, ví dụ như melanin
melanin chẳng hạn đấy. Khi mà các quá trình hóa học diễn ra trên khuôn mặt của mình thì rất có hại cho cái làn da của mình nha, và đồng thời này nó sẽ tăng cường bảo vệ cho cái làn da của mình. Và ngoài ra nữa thì trong cám gạo có cái thành phần đặc biệt nhất ý là thành phần lipid đấy. Nó có thể ngăn lão hóa này và ngăn ngừa cái tia cực tím từ các tia nắng ảnh hưởng trực tiếp đến cái làn da của mình. Và nhưng mọi người cũng đã biết thì đối với Hàn Quốc ấy đối với ở Hàn Quốc ấy, thì cám gạo sẽ được xem như một thần dược đấy, một thần dược nó có thể làm mờ cái da chị Hoài. Ở Hàn Quốc thì cám gạo được xem như một thần dược và có thể làm mờ các vết thâm này và tẩy tế bào chết, đặc biệt là ngừa mụn, các loại mụn mà ẩn sâu trong cái làn da của mình đấy, và cái làm che khít lỗ chân lông của mình nữa, ngừa các cái vi khuẩn nó xâm nhập Đây. vào. Đó, thì chị cũng đang xài cái sản phẩm này, thì theo như cảm nhận của chị đang xài cũng được có hơn một tuần thôi, thì đầu tiên mình xài mình cũng chưa thấy gọi là nó có tác dụng liền hẳn, nhưng mà khi xài sau được một tuần thì cảm thấy là da mình mượt hơn nè, lỗ chân lông á là xiên, nó không có lớn như ngày xưa nữa và có trắng, tại vì cái này nó có sự trắng nữa và da mình thì trắng hơn. Chẳng hơn đó thì mình không có điều đúng không nè, dễ vào cho các bạn thấy da mình. Em có thể thấy bóng hơn luôn đấy. Chị đang xài cái kem này á, rất là tốt. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đến bước cuối cùng trong quy trình dưỡng da này, đó là bước thứ năm. Đây, khi ra đường thì các bạn chắc chắn là sẽ không thể bỏ qua được cái bước này đúng không? Đây là tinh chất chống nắng cám gạo Neogami Bright Brain Essence Sun. Thì cái này á, mình đọc tinh chất là vì sao? Vì sao ở trong này á không những là kem chống nắng thông thường mà nó còn có về cái tinh chất để dưỡng ẩm nữa. Bình thường á là mình xài kem chống nắng thì cảm giác như là khi bôi lên da thì da mình chỉ có một cái lớp mà bóng loáng ở trên thôi, nhưng không có thẩm thấu được vào trong da, nuôi dưỡng ở trong da. Mà cái này nó làm hai nhiệm vụ luôn. Thứ nhất là chống nắng và thứ hai là dưỡng ẩm nhẹ cho da, và nó có tác dụng đó là khóa độ ẩm và làm cho da khô trở nên là mềm mại hơn. Đó, đây là nhiều sản tác phẩm kem dụng chống ha, nắng. sản phẩm ra có nhiều tác dụng luôn nhé, giúp cho mọi người thuận tiện hơn trong cái việc mà trang điểm hoặc chăm sóc cái làn da của mình tốt hơn. Đây, mình xin tóm lại cho các bạn những cái bước này. Đầu tiên là sửa sửa mặt, thứ hai là tinh chất dưỡng ẩm, thứ ba là kem dưỡng mặt, thứ tư là kem dưỡng và thứ năm là kem chống nắng. Thì tất cả các sản phẩm này đều đến từ hãng Neogami hết, nên là các bạn khi nào mà muốn xài gì đó thì cứ lên trang web của Alleluia, cái này là các bạn quen lắm rồi đúng không, alleluia.com, thì trên đó nó sẽ cung cấp cho các bạn đầy đủ các sản phẩm luôn, từ UGD đến Ubuntu và đến Neogami, thì nó tùy từng mức giá mà các bạn có thể đầu tư vào để mình mua cái dòng sản phẩm nào mình xài. Đó. Thì rồi cảm ơn các bạn đã lắng nghe nha. Rồi bye bye, xin Chào chào mọi mọi người. người.